Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp sữa đá nha cả nhà ơi. Đây, mình có nửa trái dừa sáp rất là ngon nè cả nhà ơi. Mình sẽ dùng muỗng. Đây mọi người thấy nó rất là mềm, thấy không? Mình sẽ múc cái miếng dừa sáp của mình ra nha. Cả nhà thấy không? Rất là mềm luôn, rất là tuyệt vời.